Thưa quý vị, nhịp sống bình thường đang dần trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các lệnh hạn chế phòng dịch đã dần được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn duy trì cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể mới có thể làm gia tăng số ca nhiễm. Tại Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các bang đã dỡ bỏ các quy định phòng dịch. Hawaii là bang cuối cùng nới lỏng các hạn chế, tuy nhiên giới chức y tế nước này vẫn đang thận trọng theo dõi diễn biến dịch bệnh liên quan tới sự xuất hiện của dòng biến thể phụ Omicron tàng hình. Trong khi đó, ở những khu vực khác trên thế giới, nhịp sống bình thường cũng đang dần trở lại sau 2 năm dịch COVID-19 bùng phát. Thủ tướng Campuchia khẳng định người dân nước này có thể mừng Tết truyền thống Khmer vào giữa tháng 4 tới. Nước này chỉ ghi nhận 54 ca nhiễm mới và không có trường hợp nào tử vong. Thưa quý vị, tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc mới COVID-19 có xu hướng giảm tại hầu khắp tỉnh thành trong thời gian gần đây. Ở thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm mới giảm sâu. Đánh giá cấp độ dịch thì cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang là vùng xanh. Số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tính tới tối ngày 28 tháng 3, cả nước có hơn 788.000 ca COVID-19 đang điều trị và cách ly tại nhà, gần 20.000 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly và hơn 103.000 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, dù là địa phương có số ca nhiễm thấp hơn nhiều tỉnh thành khác, nhưng lại là địa phương có số ca đang điều trị bệnh viện cao thứ hai trên cả nước với hơn 3.600 ca. Tỉnh Kon Tum là địa phương đang dẫn đầu với 5.900 ca. Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 cho thấy cả nước hiện có 5 tỉnh thuộc vùng cam là cấp độ 3, 21 tỉnh thành thuộc vùng vàng là cấp độ 2, 37 tỉnh thành còn lại đạt vùng xanh cấp độ 1, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. So với đánh giá cấp độ dịch cách đây 10 ngày, số phường xã thuộc vùng xanh đã tăng lên 145, số phường xã thuộc vùng đỏ giảm 146, số phường xã thuộc vùng vàng và cam không có sự thay đổi nhiều. Thưa quý vị, để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 tới 12 tuổi, mới đây thì Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng lập danh sách chuẩn bị tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để triển khai ngay khi được phân bổ vaccine. Và hình thức tổ chức tiêm sẽ được tiến hành theo chiến dịch, miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học. Loại vaccine sử dụng là loại được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc. Các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur lập kế hoạch tập huấn, hướng dẫn việc tiêm vaccine cho cơ sở theo địa bàn phân công, phụ trách trong quá trình tổ chức triển khai tiêm chủng. Cha mẹ, người giám hộ sẽ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ phải được sự đồng ý của người giám hộ. Thưa quý vị, giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua đang kéo theo sự tăng giá của nhiều loại hàng hóa. Người tiêu dùng đang đối mặt tình trạng vật giá leo thang và không còn cách nào khác ngoài việc họ phải thắt chặt chi tiêu của chính mình. Và sau đây là ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Trước bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ đang gia tăng, nhiều người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang phải tính toán lại việc đi lại, sinh hoạt của mình. Nhiều người lựa chọn phương tiện vận tải công cộng thay cho xe cá nhân để tiết giảm chi phí xăng xe. Họ cũng ít khi đến chợ hoặc trung tâm thương mại như trước đây để chi tiêu ít đi. Trong mùa dịch này là tôi là lao động tự do nên phải là ngưng toàn bộ, không có thu nhập. Thu nhập chủ yếu vô ông xã tôi, nguồn thu nhập là rất là thấp. Nên chi phí chi tiêu trong nhà cũng phải là hạn hẹp lại, thắt chặt chi tiêu. Chính vì vậy nên tôi cứ kiếm những nơi mà giá bình ổn. Nếu như trước đây khi dịch bệnh bùng phát, hoạt động mua bán hàng hóa online tăng trưởng mạnh, thì hiện tại người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tiếp nhiều hơn vì dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và chọn mua hàng khuyến mãi. Mặc dù các sàn thương mại điện tử cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá, nhưng chi phí vận chuyển lại cao nên giá cũng không giảm được nhiều. Đến thời điểm này, một số đơn vị bán lẻ do có nguồn cung dự trữ hàng hóa lớn nên giá cả vẫn giữ ổn định và thận trọng trước những đề xuất tăng giá từ phía các nhà cung cấp. Tại cấp mắt Nha Trang, chúng tôi thực hiện thêm một cái chương trình là hỗ trợ người dân trong 10 ngày do cái việc giá xăng tăng và chúng tôi bán không lợi nhuận, rất nhiều mặt hàng đang được trưng bày ở tại đây. Theo Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 của tỉnh tăng 0,6% so với tháng 2. Tính chung quý 1 năm 2022, chỉ số CPI tăng 2,14% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu ở nhóm hàng hóa đầu vào, nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Sức mua hàng hóa tiêu dùng vẫn thấp.
nhiều nhà bán lẻ sẽ tiếp tục tung ra các gói chương trình ưu đãi với mức giá giảm sâu trong tháng 4 tới. Với hai kỳ nghỉ lễ lớn là Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, trọng tâm là nhóm mặt hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trước cơn bão giá, kích cầu thị trường. Tiếp tục một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine, hơn một tháng nổ ra chiến sự thì hoạt động nông nghiệp của Ukraine đã bị đình đốn. Nhưng mà tổ chức tư vấn nông nghiệp Ukraine vừa cho biết là các thương nhân của nước này đã xuất khẩu lô hàng ngô đầu tiên Ukraine tới châu Âu bằng đường sắt trong bối cảnh là các cảng biển đang bị Nga phong tỏa. Giới chức ngành nông nghiệp Ukraine cho biết hiện đang có lượng lớn ngũ cốc dự trữ và có thể bắt đầu xuất khẩu mặt hàng này bằng đường sắt qua khu vực biên giới phía Tây. Trước khi mà bùng phát xung đột, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã vượt mức 5 triệu tấn một tháng và dự báo trong mùa vụ 2021-2022, nước này có thể xuất bán tổng cộng 44 triệu tấn. Tuy nhiên, do những hạn chế về hậu cần, trong khoảng 3 tháng tới, lượng ngũ cốc mà các thương nhân Ukraine xuất bán chỉ khoảng 1 triệu tấn. Ukraine là một trong những nước trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Hầu hết lượng hàng xuất khẩu được vận chuyển từ các cảng biển của nước này đến Biển Đen. Phần tin quốc tế xin được tiếp tục với những tin vắn liên quan đến diễn biến thị trường nông sản thế giới. Tuần qua, giá gạo tại các nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới là Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm do đồng nội tệ yếu đi, giữa lúc các thương nhân chờ đợi một vụ thu hoạch sắp tới ở Việt Nam. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm giảm xuống mức 367 đến 370 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn so với mức 371 đến 378 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm xuống mức 408 đến 412 đô la Mỹ một tấn trong tuần này. Đồng bạt yếu khiến giá gạo nước này cạnh tranh hơn và thúc đẩy doanh số bán hàng. Thái Lan dự kiến xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trong niên vụ này. Vụ thu hoạch gạo mới của quốc gia này dự kiến sẽ đưa vào thị trường trong cuối tháng. Trong phiên giao dịch cà phê cuối tuần qua, giá cà phê thế giới trên hai sàn giao dịch London và New York đều đồng loạt tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 5 tăng 12 đô la Mỹ trên một tấn, lên mức gần 2.200 đô la Mỹ trên một tấn. Còn giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 0,1 xu Mỹ trên một dạ. Những diễn biến của thị trường cà phê thế giới diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và EU đang tìm biện pháp tháo gỡ khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu cho châu Âu do xung đột ở Đông Âu và các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga gây ra. Trong khi đó, nông dân trồng cà phê thế giới cho biết sẽ thắt chặt bán hàng do vật tư phân bón cho cây cà phê hiện tăng cao, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Thịt ếch là một trong những loại thực phẩm giàu protein và dưỡng chất. Các món ăn chế biến từ thịt ếch rất được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong chỉ các nước phương Tây, phương Đông mà thậm chí là người dân của phương Tây cũng rất yêu thích. Pháp là một trong những quốc gia tiêu thụ thịt ếch hàng đầu tại châu Âu. Tuy nhiên thì số lượng tại các trại nuôi ếch thương phẩm tại Pháp thì lại chưa có nhiều, để ngỏ mất cơ hội của một thị trường nhiều tiềm năng. Cơ sở nuôi ếch này đang tạo ra một bước tiến nhảy vọt, bắt kịp xu hướng của thị trường. Mặc dù Pháp là quốc gia tiêu thụ thịt ếch lớn nhất tại châu Âu, nhưng có một thực tế là phần lớn lượng ếch tiêu thụ lại được nhập khẩu từ nước ngoài. Vì vậy, những trang trại nhân giống như của ông Patrick đang phát huy được lợi thế. Tôi rất hứng thú với thịt ếch. Người Pháp chúng tôi thì đặc biệt yêu thích món ăn này. Vì vậy, thị trường luôn có tiềm năng lớn. Tuy nhiên, quá trình nuôi và nhân giống ếch thì không hề đơn giản. Hiện nay chúng tôi đã có những đơn hàng lớn, phần lớn là từ những nhà hàng cao cấp. Một trong những khách hàng của ông Patrick là nhà hàng đặc sản Paul Bocuse ở thành phố Lyon. Thực đơn được yêu thích nhất là món đùi ếch nướng. Thịt ếch tươi ngon, giàu dinh dưỡng, thực khách có thể thoải mái thưởng thức. Chất lượng thì hơn hẳn ếch đông lạnh. Mỗi năm, người Pháp tiêu thụ khoảng hơn 80 triệu con ếch, tương đương hơn 4.000 tấn đùi ếch, nhiều nhất châu Âu. Tiếp đến là Bỉ và Hà Lan. Các nước xuất khẩu ếch nhiều nhất thế giới hiện nay là Indonesia, Trung Quốc và Brazil.
Một nhà hàng cao cấp ở Hồng Kông, Trung Quốc đang bán một loại trà quý hiếm với giá là gần 185.000 đô la Mỹ 1 kg, tương đương với khoảng 4,3 tỷ đồng tiền Việt mỗi kg. Và theo lý giải thì mức giá này là vô cùng đắt đỏ của loại trà này do là bắt nguồn từ quy trình chế tạo phức tạp và tính chất quý hiếm của chúng. Loại trà này có tên là New Lan Kang Rowei. Đây là loại trà ô long quý hiếm mọc bên con suối, nằm trong thung lũng cùng tên với dãy núi Vũ Di. Giá bán lẻ cho 25 gram là 4.560 đô la Mỹ, tương đương gần 185.000 đô la Mỹ 1 kg, theo tỷ giá hiện tại. Một ấm trà nhỏ chứa 150 đến 200 ml nước, thường được pha với 5 gram lá trà. Một nhúm lá trà ngon có thể pha tới 10 nước. Những người từng thưởng thức loại trà này cho biết, hấp trà đầu tiên làm tê đầu lưỡi, sau đó thoang thoảng vị của cam quýt và gỗ đàn hương. Mùi thơm, vị ngọt hậu hiện lên một cách rõ ràng, sống động trên đầu lưỡi. Vị ngọt này đặc biệt ở chỗ, đem đến cảm giác tươi mới, kèm một chút đắng đắng. Khi thưởng thức, mọi thực khách đều tĩnh lặng hơn để tập trung vào dư vị kéo dài của ngụm trà.